Không tự tin để bắt đầu với việc mà chúng ta xây dựng thương hiệu cá nhân để chúng ta bắt đầu tạo ra những kịch bản hàng triệu lượt xem, hàng triệu lượt follower. Và đó là cái vấn đề mà rất là nhiều người đã từng chia sẻ với Linh. Và Linh muốn chia sẻ với tất cả chúng ta một cái câu chuyện, đó là người vợ của Linh. Vợ Linh là một người rất là thiếu tự tin, rất là nhút nhát khi mà trước ống kính. Và lần đầu tiên khi mà Linh nói vợ Linh là vợ hãy xây dựng một cái kênh để bắt đầu sở hữu công việc kinh doanh riêng của mình đi, thì lúc đó vợ Linh rất là ngại, sợ rằng là vợ không có tự tin, không nói chuyện được trước đám đông, không nói chuyện được qua ống kính, và vô vàn thứ và ngăn cản vợ Linh. Nhưng lúc đó Linh nói rằng là vợ Linh demo cho vợ Linh quay bằng một video của Linh làm, và Linh cho vợ thấy rằng là cái điều này nó rất là dễ dàng, và khi mà quay rồi làm thuần thục rồi. Và bây giờ như anh chị chúng ta đã thấy được là kênh của vợ Linh hiện tại đã đến 2,9 triệu lượt follower, và số lượng video đã hơn tất cả những video, hơn 99% số lượng video đạt trên 1 triệu lượt xem. Vậy thì vợ Linh là một người không tự tin trong cuộc sống nhưng vẫn có thể xây dựng được kênh. Vậy thì tất cả những cái điều đó nó đều có bí mật đằng sau đó. Vậy thì làm thế nào để chúng ta sở hữu cái bí mật này đây? Làm thế nào để chúng ta sở hữu cái công thức để mà chúng ta không có sự tự tin mà chúng ta vẫn có được những cái kênh hàng triệu lượt xem, hàng triệu lượt follower? Thì chúng ta hãy click vào cái đường link ở dưới đoạn video clip này và mời Linh một bữa ăn trưa. Linh sẽ tặng lại chúng ta 5 ngày học để chúng ta kiến tạo ra những kịch bản hàng triệu lượt xem, hàng triệu lượt follower. Và số lượng chỉ còn lại rất là ít, và bởi vì chương trình này chỉ làm tối đa đó là 1.000 người. Chúng ta hãy click vào đường link và chúng ta đăng ký ngay để chúng ta sở hữu tấm đấy. Và mời Linh một bữa ăn trưa để chúng ta có được cái công thức này. Xin chào, hẹn gặp lại chúng ta ở chương trình thử thách ngay cả khi chúng ta chưa có sự tự tin.